Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại cái video ngày hôm nay. Thì trong thời gian qua, quý vị các bạn cũng đã biết có một cái câu chuyện mà cũng gây bức xúc trong dư luận, là người mẹ mà ném người con mới 4 tháng tuổi từ trên gác xuống. Thì khi ban đầu nghe câu chuyện này thì ai cũng bức xúc và phẫn nộ cho người mẹ này, sao mà nhẫn tâm mà ném người con bé bỏng của mình từ trên gác trọ xuống, là bé bị chấn thương, là gãy chân cũng như là chấn thương đầu. Nhưng mà sau khi tìm hiểu câu chuyện thì nó không phải là như thế, nó có rất là nhiều điều uẩn khúc trong cái câu chuyện này chưa được làm sáng tỏ. Thì hôm nay là một cái video mới nhất mà anh em mình tìm hiểu về cái câu chuyện này. Người ngồi đối diện ở trước mặt quý vị các bạn đó là bà ngoại, là mẹ của bé Trang, là người mà ném đứa con 4 tháng tuổi xuống á. Thì con chào cô nhé. Thì cô cho con biết là cô tên gì ạ? Thì Kim Luyến. Cô Luyến ha. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 61. 61, cô là mẹ của bé Trang hả? Ừ. Thì trong cái câu chuyện này bữa giờ cũng gây bức xúc dư luận rất là nhiều. Thì cô có, con cũng nghe nói là anh Sang là chồng của Trang á, cũng không những mà đánh đập Trang mà có nguy cơ bây giờ là hai mắt bị mù luôn. Rồi mà cũng đánh đập cô rất là nhiều. Thì cái câu chuyện như thế nào cô có thể chia sẻ một chút để cho mọi người hiểu rõ hơn không cô? Thì nó quýnh Trang, bắt đầu tôi mới bò lên gác. Tôi nói Sang sao mà mặn mình quýnh vợ mình dữ vậy. Cái hôm đó từ đầu là như thế nào? Cô kể chuyện từ buổi chiều trước khi Sang về đi. Thì quýnh ở trên gác là đi nhậu, đi nhậu về đúng không? Xong rồi như thế nào? Cứ qua cứ lại chuyện gì? Không biết sao hai đứa cãi giả trên gác không biết nữa. Rồi nghe quýnh gầm gầm ở trên rồi đầu cái tôi mới la, tôi nói sao mà mày quýnh mày quýnh vợ mày dữ vậy? Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Quay ngang nó tán vô mặt tôi nè, tới nay tôi còn bầm cái lỗ tai nè. Nó tán vô mặt tôi, nó nói bà im cái miệng, bà lợm tôi quýnh chết mẹ bà vợ. Trời ơi, con rể mà nói mẹ vợ vậy hả? Rồi bắt đầu tôi mới bò xuống, tôi mới la, tôi nói mày làm cha tao hả? Mày quýnh con tao rồi tao nói mày còn quýnh tới tao nữa hả? Đánh cô đau không? Cũng sưng cái mặt luôn. Chứ hôm nay thấy nhìn vẫn còn to to kìa. Cái gò má vẫn đang sưng kìa. Con nè. Đúng rồi, thấy sưng đó. Bữa đó sưng cái mắt dần dần lên, nó tá một cái, nó tá quả luôn mà. Trời ơi. Sức của nó ghê, nó giả gì nè. Rồi sao nữa? Rồi bắt đầu mới bò xuống dưới gác rồi bắt đầu nó quýnh Trang một chặt nữa rồi tôi la nó nữa, cái nó chỉ mặt tôi nói bà im thôi, không bà không im tôi quýnh chết mẹ bà giờ. Rồi cô im luôn hả? Ừ. Cô cũng sợ nó, cô im luôn. Thì nói vậy rồi bắt đầu cái nó quýnh nó chửi mình vậy đó. Rồi là cô sợ cô bỏ đi luôn hay cô còn đứng ở đó? Còn đứng ở đó á. Cô là ở chung phòng với hai vợ chồng luôn hả? Dạ. Yeah. Mình ở, mình giữ con đó đó. Đây là chồng cháu phụ á ha. Ừ. Đã chồng cháu phụ mà không cảm ơn thì thôi, mà còn quắn cả mẹ nó, vợ luôn. Nó đi làm ở nhà mình nuôi con bé Yến đó. Dạ. Yeah. Rồi con nhỏ nhỏ hồi nãy chạy lại đó, mình nuôi hai đứa đó. Ở nhà chăn giữ sáng đêm luôn gì đó, chăn giữ con bé Yến. Cô lên đây cô ở chung với Sang với lại Trang lâu chưa? Lâu rồi. Mấy năm rồi hả? Ờ. Mà từ hồi đó giờ nó có chồng chứ nó ở với mình không à. À, tức là 5-6 năm rồi đó. Nó ở với tôi không từ nhỏ tới giờ. Tại hồi đó cha nó chết thì mình còn mang bầu nó. Dạ. Yeah. Mang bầu nó mới có 7 tháng hà, rồi bắt đầu nó có chồng rồi mình cũng nuôi nó luôn á. Dạ. Yeah. Lúc trước còn đi mằng được rồi nuôi có vợ có chồng có con cái nó luôn. Ý là thiếu thốn tình cảm đúng không? À. Rồi cô cũng muốn gọi là bù đắp tình cảm cho Trang ha. Rồi thấy con nó mồ côi mồ cút nó không có cha. Dạ. Rồi mình thương con rồi đeo ở với con giữ con cho nó. Là nhưng mà con nói thật với cô á, chắc cô cũng là một người mẹ vợ cũng khá là hiếm. Chứ con thấy ít ai mà bị con rể mà đánh đập như thế mà vẫn còn ở chung với con rể đâu. Quýnh lần này nó ba lần rồi. Dạ dạ. Rồi, vậy thì cô nghĩ sao mà cô lại chịu đựng sống cuộc sống như thế? Mình thương con,
thấy con nó khổ sở rồi ngăn thương con rồi đeo đuổi ở với con vậy đó, mà một lần mà nó quýnh vợ nó thì một lần nó quýnh mình vậy đó, la nó thì bắt đầu nó quýnh mình à. Vậy là Sang đánh cô bao nhiêu lần rồi? Ba lần rồi. Rồi cô sau khi mà Sang tỉnh rượu sao cô không nói chuyện với Sang? Nói rồi cũng như khi như gốc cây vậy. Lúc sau nói lúc tỉnh rượu nói thì Sang trả lời sao? Nó cũng làm thinh rồi. Im không nói, không nhận lỗi luôn. Một lần hả, mình đi làm về đem đồ ăn về bắt đầu dọn cơm ra ăn hả, hai chồng nó cãi lộn, nó bưng nó hắt đầy đầu đầy cổ mình hết trơn luôn. Trời ơi. Đầu cổ hả, tấm canh tấm thịt kho trên đầu. Vậy cổ. Hả? Không xin lỗi luôn. Nó quýnh rồi thôi chứ nó không có xin lỗi ai hết trơn. Trời ơi. Vậy bây giờ cô cảm thấy ức chế không? Thì bực tức quá thì nói cho nó hả dạ vậy á. Nhưng mà biết là như vậy rồi, nhưng mà ý là sao cô là mẹ thì cô không có một cái hướng nào giải quyết cho nó tốt. Mà bây giờ mình chấp nhận cái cuộc sống ở xã hội văn minh lịch sự thế này rồi, đâu phải là cái thời trung cổ thời xưa nữa đâu, mà sao phải chấp nhận sống cuộc sống như thế. Giờ cường ở thì đeo ở với con không chứ biết ở với ai. Thế là bây giờ con mà nó ở thì mình gắng ở cùng. Con không ở thì mình cũng không ở, đúng không? Nhà cô có nhà cửa gì không? Không. Không có nhà cửa, ở quê không có đất à? Không. Chồng chết thì bắt đầu đi bình bồng mười mấy năm nay à. Dạ. Yeah. Đi ra Phú Quốc sống 11 năm rồi bắt đầu mới đi ra đây rồi. Mới ra đây nó mới gặp Sang đó. Thế nhưng mà theo cô nghĩ thì sau khi mà bé Trang á, nó ném con nó xuống á, thì cũng cộng đồng mạng chỉ trích rất là nhiều. Thì cô cảm thấy như thế nào? Mình cũng xót ruột lắm, nóng ruột. Ý là cô nghe những lời cộng đồng mạng người ta nói như vậy, cô thấy nó đúng không? Ý là cô nói đúng không? Kêu là người mẹ vô tâm, rồi người mẹ tàn nhẫn. Cô thấy những lời nói đó có đúng hay không? Ý là cô thấy có đúng, đúng không? Đúng. Đúng đúng không? Thế nhưng mà nó phải có gì uẩn khúc thì Trang nó mới làm vậy đúng không? Quýnh nó quá, hốt hoảng quá. Hốt hoảng quá. Nó quýnh quá trời quýnh luôn à. Nó nắm đầu hả, nó quýnh nó vọng vô trong mặt không à. Dạ. Nó kẹp hai cái giò nó lại rồi nó đè trên mình rồi nó quýnh quá trời rồi nó hốt hoảng nó quá rồi. Mẹ vợ mà cũng bị đánh là hiểu rồi đó. Ai cũng nói hết trơn, ai cũng nói tôi hiền hết trơn á. Dạ. Ai cũng nói cô hiền hả? Nhưng mà con cũng thấy cô hiền thật đó. Ít nói lắm. Thế bây giờ có cái hướng giải quyết thì cô muốn giải quyết thế nào đây? Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Bây giờ biết giải quyết làm sao vậy? Bây giờ cứ chấp nhận cuộc sống như thế à? Nhưng mà theo cô nghĩ thì là một người mẹ cũng sống chung với Sang 5-6 năm nay rồi. Thì cô nghĩ là bây giờ Sang có thay đổi được không? Từ hồi đó tới giờ không, mình ở mình mặn, mình nuôi hay vợ chồng con cái nó không đó. Lúc rồi còn đi làm được đó. Đi bán quán cơm tháng cũng được 6 triệu về nuôi con nuôi cái nó không đó. Thùng nuôi không đó. Có hồi năm nay bệnh hoạn quá không đi làm được. Là trước kia cô vẫn đi làm ha? Vẫn vụ tiền nuôi cháu. Trời ơi. Nuôi tiền sữa, tiền sùng, tiền nhà, tiền cửa gì mình cũng lo hết trơn á. Vậy mà không cảm ơn mẹ vợ mà còn đánh mẹ nữa. Rồi hả, có năm nay bệnh hoạn hoài, bệnh tiểu đường, rồi đau nhức nhói quá, không có đi mằn gì nổi hết trơn. Rồi ở nhà giữ cháu. Giữ cháu cho nó đi làm. Ở nhà giữ con nó, rồi giặt quần, giặt áo, cơm, nước. Nói chung mà để gọi là bây giờ để mướn một người làm những công việc đó đó thì một tháng không ít nhất 6-7 triệu người ta mới làm. Bởi vậy. Chứ đừng có nói mà cô làm miễn phí. Hai đứa con nó hở coi một tháng rồi có mấy triệu bạc á. Đúng. Mà mình nó hả giữ con nó không có đồng bạc nữa. Mà còn bị nó quýnh nữa. Một tháng hả nó mặn gì nó đánh lương gì nó cho được 100 ngàn bỏ túi. Mua bánh mua trái cho cháu, cho cháu ăn. Nhưng mà theo cô bây giờ cô có muốn con gái của cô ở lại với Sang không? Chứ giờ thì mình rứt rời con rồi tội nghiệp cho nó. Tội nghiệp cho mấy đứa cháu nó không có cha. Tội nghiệp thì con thấy theo mà cứ ăn nhậu mà cứ đánh hoài như vậy thì cũng khổ đó.
Đứa khé con thì tội nghiệp cho nó, con cháu mình nó mồ côi một cút, không có cha, tội nghiệp cho nó. Dạ. Mình bởi mình mới chịu đựng gì. Nói chung là cũng gọi là lực bất tòng tâm. Bây giờ bỏ thì cũng không nỡ, mà ở thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ở đây thì tụi con thì tại vì cũng chẳng ai mà muốn đi phá vỡ hạnh phúc gia đình làm gì hết, nhưng mà ý là muốn gọi là chia sẻ để mình có cái hướng giải quyết nó tốt thôi. Chứ còn cô nghĩ công nhận không, cũng chẳng ai mà muốn gọi là hạnh phúc người ta đang sống như vậy mà mình cho mình kêu là thôi đừng sống nữa, bỏ đi thế này thế kia, đúng không? Đâu có ai mà làm như vậy. Nhưng mà thấy mà nguy cơ bé Trang có khả năng nó sẽ bị mù. Nhưng mà những nếu mà có thay đổi thì nó tốt. Còn ví dụ như không thay đổi, những lần sau thì biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa. Cô có lo sợ điều đó không? Sợ chứ. Sợ. Là cô bây giờ cô sợ điều gì nhất? Sợ đi cơ, lỡ con mình nó đi tù ở nhà, không ai nuôi mình, không ai nuôi con nó. À, là bé Trang là đi tù á hả? Mình sợ cái chuyện gì á. Vì cái tội là thả con từ trên gác xuống á. Về cái chuyện đó thì pháp luật người ta sẽ xử lý theo quy định. Nhưng mà theo con nghĩ thì cái gì nó cũng có cái những cái tình tiết. Tại vì bé Trang lúc đó là đang trong tình trạng bị kích động. Thì có khả năng là nó cũng không đến mức độ nào đâu. Và theo cái nhận thức của con là như thế. Còn cái quyết định cuối cùng thì mình vẫn chờ vào cơ quan chức năng. Còn cái vấn đề mà cô không lo lắng là đôi mắt của bé Trang có khả năng bị mù hay sao? Cô lo không? Sợ chứ, giờ mình cũng không biết làm sao, giờ mình cũng không có tiền lo cho con nữa. Không có tiền lo cho con đi khám. Mà con thấy mà mấy ngày nay Trang kêu là đau nhức toàn cơ thể mà cũng chưa có tiền để đi khám tổng quát luôn à. Không có tiền đi bác sĩ biểu đi siêu âm cái đi CT cái đầu mà không có tiền. Không có tiền đi CT cái đầu. Không có tiền rồi CT cái đầu. Trời ơi. CT cái đầu thì khoảng tầm 2 đến 3 triệu. 2 đến 3 triệu 2 là triệu. Dạ 2 triệu mấy. Cho là chi phí. Bữa đi lại đi. Công an đưa lên Mỹ Phước á, đi CT cái đầu á mà kêu đóng vô 2 triệu rồi đâu có tiền đâu đóng đâu. Vậy là không CT luôn. Rồi đi về. Trời ơi. Mấy ông công an đưa đi kêu đi CT mà không có tiền. Vì chị hai nó chở nó về. Dạ. Nhưng mà theo cô là người mẹ vợ ở đây thì cô thấy là Trang với lại Sang ngày xưa thì có nói là cũng có chơi đá đúng không? Ngày xưa có chơi đúng không? Có. Cô xác nhận điều đó đúng không? Thời gian trước nó có chơi, nó đi tù hơn 1 năm. Dạ, là lúc đó là lấy nhau chưa? Lúc đó là mới có quen với nhau hả? À, mới quen nhau hả? Là có chơi rồi. Nhưng mà theo cô nghĩ thì bây giờ hiện tại, tại vì hai vợ chồng có những việc làm mà không kiểm soát được, thì hiện tại này có chơi không? Không. Không chơi. Giờ nó bỏ lâu rồi, nó đi tù gì 1 năm gì bắt đầu là nó bỏ luôn chứ. Bỏ tới giờ luôn nè. Nhưng mà con nghe nói á, hồi nãy nghe nói bà cô của Trang á, có nói là Trang á bị khi mang bầu á cũng bị Sang bạo hành rất là nhiều. Quýnh có không? Cái đầu bể, cái đầu thét một đường vậy nè. Là đang mang bầu đứa thứ mấy? Bé Yến đó. Là bé mới đấy hả? Mang bầu con nhỏ. Lại là mới có thời gian gần đây chứ mấy? Mà cô cho con hỏi, cái việc mà Sang bạo hành vợ đó thì mình sao không trình báo đến cơ quan để mà người ta can thiệp, chứ để quýnh vậy hoài cũng không có tốt. Quýnh lúc đó là không có tu về quê rồi. Dạ. Ở ngoài này lúc ở chỗ đâu đằng kia rồi quýnh nó, rồi nó chạy tới đằng này nó xỉu, nó chạy tới này bà chồng nó ở bên chỗ bên đó đó. Trời. Rồi nó xỉu mà bà chở đi mai mà nó không chịu mai, nó sợ. Cái chán này một đường gì nè. Như vậy là quýnh nhiều lần, nhưng lần này là nặng nhất hả cô? Hay là mấy lần kia đó. Còn nặng hơn? Lần này là nặng nhất á. Lần đi về quê hả, con nhỏ này có bầu cũng được 6-7 tháng rồi, bắt đầu nó quýnh, nó bơi xuồng giữa sông, nó nhận nước nhỏ này hợp lên hợp xuống luôn á, bắt đầu có nó bán cái chiếc xe cùi nó mới đi về đây. Nhưng mà vậy mà sao con Trang vẫn còn yêu Sang dữ vậy, hay là có cái ràng buộc gì không? Quýnh nó vậy mà nó cũng vẫn thương hoài, nó không có bỏ được. Thì nãy Trang nói là
Còn lo nghĩ cho mấy đứa nhỏ, sợ không có cha, tội nghiệp. Sợ thâu ra mình... sợ con nó mồ côi mồ cút. Ôi, người ta gặp người ta quýnh vậy là người ta thôi mất tiêu rồi. Còn nó hả, quýnh rồi hơn gian lát rồi bắt đầu là cũng cũng mới chuyện với chồng mà. Mấy hôm nay cái chỗ mà cô bị đánh còn đau không? Cũng còn đau đau chứ, lỗ tai nè. Đó, tím má đó, sưng tù dù đó, ngay bên má đó. Sưng nó đó. Bữa nay xẹp rồi nè, bữa đó sưng cái mặt dần dần luôn. Rồi, cô không có dám nói gì luôn. Không. Mấy nay cô ăn uống được không? Cái chuyện được. Buồn vậy mà cô thấy được. Cũng lo hả? Có cái mình bị tiểu đường rồi nó bị tê hai cái giò. Rồi bên nội có hỏi thăm gì mình không? Không. Thì cái mối quan hệ giữa bên nội và bên ngoại mình có bình thường không cô? Có. Dạ. Là bí là bên nội bên ngoại mình có quan hệ tốt đẹp với nhau không? Cũng thuận Cũng thuận, không có gì hết đúng không? Không có gì phát sinh hết hả? Thì mấy hôm nay á, thì cô với lại bên nội có nói chuyện gì vậy chưa? có À. mình với bên nợ bên nội biến cũng đâu có không có xích mích gì trên á, mình cũng nói tình trạng rồi mà sang nó quýnh cha rồi bắt đầu tôi can rồi nó quýnh tới tôi vậy, tôi cũng nói vậy. Rồi bà nội có nói gì với con trai không? Nghe anh Trang nó ngủ qua bà xuống xuống bệnh viện bà chữ thằng Sang bà nói, hôm gài bà nói quấn bụi nó đậm có một hai bạc tai à. Bà nội quấn con trai mấy bào tai hả? Bà nói thằng Sang quấn con nhỏ này cơ một hai bạc À. tai à. Nhưng mà bà nội là có gặp tới gặp Trang chưa? Gặp rồi nó đi xuống bệnh À. viện gặp rồi mà xuống dưới rồi bà không cho đụng tới con nó, bà không cho thăm, bà dành về về bà bắt nhỏ này nuôi. Nói chung giờ cũng khó ha, mà bên mà giao cho Trang nuôi á thì cũng Sợ lo. sợ lo, thứ hai nữa thì Trang cặp mắt như vậy cũng Tôi mờ nuôi không á chứ nó nuôi con nó vậy đâu. hả cô, Từ hồi đẻ ra từ trong bệnh viện tới tới bây giờ là tôi nuôi không á. mà mẹ mà không cho gần con thì cũng tội nghiệp. Ban đêm là ngủ với ngoại không mà. Dạ, Ngoại chăn không mà vậy là bà chứ. ngoại lên đây là chăm sóc ba đứa nhỏ. Nuôi ba đứa luôn á. À, mình thấy con cũng thấy là tới mà ba đứa nhỏ giờ, tới tuổi ăn tuổi học mà cũng chưa có đi nhà trẻ, chưa có giấy nữa thì lớn lên thì sao đi học được. Giờ mẹ cha nó đang đi đi lục giấy khai sinh cho nó đó. Giờ cái đó phải xuống tới chỗ mà sanh với địa phương rồi xin giấy tờ lằng nhằng nữa. Người ta biểu đi về quê ký cái miếng giấy đó rồi đem lên ta mới lên lục cho. Cái câu chuyện này thì ở dưới quê cô có hay không? Ở xóm dưới quê có ai Không. biết gì không? Có ai Không. điện thoại hỏi thăm cô không? Không biết đâu. Dạ. Chắc con nghĩ cũng biết đó, tại vì lan tỏa trên cộng đồng mạng mà, đúng không? Có thằng trai nó ở trên Sài Gòn đó, nó điện xuống nó la con nhỏ này. Con trai của cô hả? Là em gái hả? Là sao? Gầy vụ mà À, quát ném con con đó nó. đúng không? Dạ. Cái việc đó thì la thì đồng ý đó, chứ không Anh nó điện xuống cô, chửi nó. cô chú anh chị thì cũng lên tiếng về cái phần đó, thì là con thấy cũng đúng thôi. Là tự vì ai cũng ở ngoài nhìn vô thì bức xúc là cái việc mà mẹ mà thả từ trên con xuống, thì đúng ra là ông trời ông cũng thương á, là 4 mét lận mà đứa bé mới 4 tháng tuổi mà cũng còn. Hồi bữa đó nó đóng cửa hả, nó gài cửa hả, tôi đứng ở ngoài cửa sổ tôi kêu nó mở cửa mà nó không mở. Vậy thì thôi, nói chung thì bây giờ cái câu chuyện này á thì chia sẻ lên mọi người cũng đã hiểu được một phần rồi. Rồi tiếp theo nếu mà có những cái vấn đề gì mới nữa thì trước hết là con sẽ ghi nhận cái ý kiến của cô để chia sẻ đến mọi người, để mọi người có cái góc nhìn, cái quan điểm câu chuyện nó rõ ràng hơn nhá. Thì cũng cảm ơn cô đã chia sẻ, thì cũng cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Thì có những cái tình tiết gì mới, khi nào mà bé Yến được về, rồi bé Yến sẽ ở với mẹ hay ở với bà nội hay ở với ai, thì anh em mình sẽ tiếp tục cập nhật để chia sẻ. Cũng như là anh Sang, nghe nói là anh em vẫn đang mấy hôm nay về vẫn nhậu đúng không cô?
thì để theo dõi xem thời gian tới anh ấy có thay đổi hay không như thế nào. Nói chung là câu chuyện này anh em mình sẽ tiếp tục để chia sẻ đến quý vị các bạn ở những cái tập tiếp theo nhá. Dạ, bữa nào thì nó cũng uống hết trơn. Mình uống mình nên nó gì đó. Nói chung là uống với ai thì uống, nhưng mà cảm thấy mà say mà không kiểm soát được mà làm những hành động như vậy là không đúng rồi. Rồi cũng cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video này. Cũng mong quý vị các bạn hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón theo những video tập tiếp theo. Và đừng quên để lại những lời góp ý bình luận cho câu chuyện này có hướng giải quyết như thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Rồi xin cảm ơn quý vị các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào con, chào cô nhé. Chào cô nhé. Chào cô và cảm ơn cô nhé.